Tại hội nghị triển khai đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2015 diễn ra sáng nay, Bộ Y tế cho biết mạng lưới 48 bệnh viện vệ tinh của 14 bệnh viện hạt nhân thuộc 5 chuyên khoa đang quá tải là ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản và nhi sẽ được thành lập và phát triển. Cụ thể như Bệnh viện Bạch Mai tập trung vào chuyên khoa ung bướu với 6 bệnh viện vệ tinh là Bệnh viện Đa khoa các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Lào Cai. Bệnh viện Nhi Trung ương với 5 bệnh viện vệ tinh là Bệnh viện Sản Nhi các tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Bệnh viện Nhi các tỉnh Hải Dương, Thái Bình. Đề án cũng tập trung nâng công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh hiện có công suất sử dụng giường bệnh thấp nhất đạt 60% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020. Giảm công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao khoảng 120% xuống dưới 100%, đảm bảo mỗi bác sĩ khám bệnh không quá 50 người bệnh một ngày làm việc vào năm 2015 và 35 người bệnh một ngày làm việc vào năm 2020. Theo Bộ Y tế, kinh phí thực hiện đề án dự kiến là hơn 1.700 tỷ đồng.